quá tiếng ông đau nè. Ó ó tiếng ông đau mà nó dí cỡ này nha quý vị. Chẳng qua là tại vì tôi không có hỗ trợ, không có tăng cái gì hết á, cho nên là chém đồ mà mang đồ cấp 1 không có sức mạnh này nọ kia nên chém nữa nó không có ra máu anh em hiểu không. Nè tiếp nè, tiếp nè, tiếp nè anh em. Nè giọng đạt ma cho anh em coi nè. Rồi rồi rồi, cái lồn má lồn tài chứ không ai á, cái lồn má đó lồn lồn tài chứ không ai đó. Đi kiếm mình làm gì anh em? Được được á, được trời. Nè BK nè, đủ má kiếm đoạn tử cung. Ó canh thằng kia vừa tới cái là đủ má giết liền. Đủ má sao tao hiện hình rồi ta, má chơi tiệt chiêu này cái hiện hình luôn ghê thiệt trời. Đau. Rớt BK đau thầy. Đó, giờ ngồi đây nè. Đó, mình ngồi đây nè. Đó, mình đủ mà để mình gồng đồ lên đã. Đù má gồng đồ lên, nhất khí đạn tử cung đồ lên. Đù má. Đang chơi thầy trò chơi kỳ trời. Ngồi xuống cái, đù má rồng quấn thầy nhanh. Trò chơi kỳ vậy. Đù má rồng đù đù. Trời. Đù mà. Trời ơi. Thầy ơi, đủ má đặt bơm ghê vậy. Ờ, cái lồn má đặt bơm ghê. Rất là bài admin nè. Đó là trời. Thiệt. Máu anh 500 mấy hả? Quýnh ông rất là bài admin nè anh em à. Anh em coi tôi quýnh rất là bài admin ra ngoài đúng không? Hết rồi. Rồi. Cho đủ má giỡn nha nè. Giỡn nha nè. Giỡn nha nè. Giỡn nha nè. Chém mày thấy mẹ mày luôn nè. Trời hai thằng luôn ạ. Đủ má mày chơi thì chiêu cuối nè. Thì chiêu cuối nè, thì chiêu cuối nè. Thì chiêu cuối nè, từ từ chơi thì chiêu cuối nè anh em coi nè, coi chơi thì chiêu cuối chết hai đứa luôn nè. Nè uống thầy chết luôn nè, uống thầy. Chơi thì chiêu cuối chết hai đứa luôn nè, từ từ thay cây kiếm vô cái đã. Thì giờ đi, giờ đi nói chuyện cái anh em. Đủ má anh em thấy thì vui cuối ghê chưa. Anh con cặc. Anh cái gì mà anh. Đủ má thì vui cuối mà ghê lắm. Bây giờ để đi mình đi. Mình đi cho ga. Mình đi cho anh em coi nữa nè. Cho anh em coi chơi thì vui cuối nè. Má này mình liên hệ cho fanpage. Sơ đồ fanpage hỗ trợ cho anh em cài game nha anh em. Ờ hai này mấy này. Mấy này muốn kiếm chuyện tao hả? Thằng nào đại ca ở đây? Đủ má. Thằng nào làm đại ca ở đây? Thằng nào làm đại ca ở đây? Từ từ, để anh hỏi coi thằng nào làm đại ca ở đây. Để anh hỏi coi thằng nào làm đại ca ở đây. Tao. Ờ đù. Đù má. Đù má. Tao nè. Một mình tao chấp hết. Đủ má chấp hết. Tụi bay coi thì tao chơi thì chiêu cuối chưa? Tụi bay có muốn coi tao chơi thì chiêu cuối không? Nè tụi bay có muốn coi tao chơi thì chiêu cuối không? Nè nè nè. Nè từ từ tao gồng lên cái đã. Từ từ F3 cái đã. Gồng lên cái đã. Đó. Đủ má tao chơi thì chiêu cuối nè. Đó. Đủ chơi đàn vòng vòng dữ không à. Từ từ để cho ngu xịt đồ lên cái đã. Cho một chút ngu xịt đồ lên cái tao mới đại khai sát giới được. Nè tụi mày coi nè. Một đống luôn nè. Hey, nhất kiếm đạn tử cung. Đó là ông má. Tụi mày thấy thì chiêu cuối ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đủ má chiêu này ghê lắm. Đủ má chiêu này giết. Xèn chết liền. Chết hết luôn phải không? Đủ má ghê à. Thôi thì vô khác ngay. Thôi để chửi chết á. Đủ má. Thì vô khác ngay. Thì vô khác ngay. Trời. Mấy này quýnh lộn hả? Đứng đây quýnh lộn hả? Thôi đẩy một cái BK9. Cái lồn má thấy ghê quá. Thật ra tao đẩy một cái BK9 luôn. Không, tụi nó đi liền chung với nhau. Trời ơi, cái lồn má đẩy một cái BK9 luôn. Ghê thiệt. Thật ra đủ mà đẩy một cái BK9 luôn. Ấn ăn rồi trời. Ủa, ông thấy gì mà phái này là phái qua sơn anh em à. Phái qua sơn nè, mày coi tao trưởng nè. Đó là tiền chiêu cuối á. Chưa cuối á, chưa thấy ác nào mất dạy như này. Đủ má mày nói mất dạy mày. Thằng mất dạy mày, đủ cái tiền chiêu nói tao mất dạy mày. Đủ cái tiền chiêu đó, tiền chiêu cuối á con. Đủ má ghê lắm. Lát nữa chữ tới giờ nè, lát nữa chữ tao tới giờ nè. Yên tâm đi.
Nè coi nè. Ồ, thấy ghê chưa? Tiêu dao, cái này là phải tiêu dao nha anh chị em. Bây giờ quýnh tiếp cho tôi quay coi nè. Để tôi kêu áp hết, chị kêu 90 cái đã. Từ từ tôi quýnh hết thì kêu 90 cho tôi quay coi. Để tôi quýnh hết thì kêu 90 cho anh em coi. Từ từ chạy lẹ dữ vậy. Đủ má nó chữ rồi, là bắt đầu ra chữ nè. Đó, từ từ để tao add hết thì kêu 90 vô cái đã. Để từ add hết thì kêu 90 vô một cái. Tính nhạc này hả cô y tá phê đá. Anh em đợi xíu nha. Má cái này mà tối tối á, trở qua ngày mai đi. Qua ngày mai tụi mày thấy, qua ngày mai tụi mày thấy nè, tụi nó đủ má quýnh thì kêu 90 mới ghê. Ó, má mà tao khoái nhất là đạt ma. Tao thích nhất là đạt ma. Đủ má đạt ma ghê không? Đủ má đạt ma ghê không? Anh em thấy đạt ma ghê không? Đủ má quýnh như lai một tổ nè, thấy ghê không? Đủ má đạt ma quýnh chiêu 90 nè. Ó, rồi ghê chưa? Má như lai đồ, như lai. Quýnh như lai ghê không? Hả, quýnh như lai ghê chưa? Từ từ để quýnh tiếp mấy chiêu khác cho anh chị em mình coi chơi. À, thiếu lâm đao nè. Thiếu lâm đao. Ồ, không phải thiếu lâm đao này là thiên dương đao, lộn. Để từ áp thêm mấy skill vô hết đã. Welcome to two me poly feet Mr. World. Anh em đợi xíu nha, tôi lấy hết thì kêu 90 vô cái đã anh em à. Đánh hoa sơn kiếm 9 ít đi Tú hả? Hoa sơn kiếm hả? Từ từ hoa sơn kiếm 9 ít. Tụ mẹ, nãy tao chưa có lấy. Nãy tao chưa có lấy hoa sơn kiếm 9 ít nữa. I can like a like it. Từ từ ok, có rồi anh em ơi, có rồi nè. Từ tao quýnh cho coi nè. Bây giờ tao quýnh thiếu lâm đao cho coi nè nha. Bây giờ quýnh thiếu lâm đao cho anh chị em mình coi trước nha. Ủ mẹ, sao mất mana hay không vậy trời, quýnh không được ta. Từ từ lên bản đồ luyện công mới kìa, đã lên 60 đi. 108 la hắn giận đi anh em, đợi xíu. Tụ mày sao quýnh không được ta, kỳ ta. Hình như tôi quýnh 60 kêu quýnh không được hay sao á. Từ để tôi chuyển đạt ma lại cái coi. Từ anh em đợi xíu để mình chỉnh lại cái đánh nếu được ta. Từ từ anh em bỏ màn hình. Ồ má, nè anh em coi nè. Ó anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa quý vị? Đồ quá thiếu lâm đao nè. Ó thiếu lâm đao mà nó dí cỡ này nha quý vị. Chẳng qua là tại vì tôi không có hỗ trợ, không có tăng cái gì hết á, cho nên là chém đồ mà mang đồ cấp 1 không có sức mạnh này nọ kia, nên chém nữa nó không có ra máu, anh em hiểu không? Nè, tiếp nè anh em. Nè, giọng đạt ma cho anh em coi nè. Rồi, cái lồn má lồn tài chứ không ai á. Cái lồn má đó, lồn tài chứ không ai đó. Có đĩ với mẹ đó.
Trời ơi cái lùn má mày Tài. Mày hết thương ba má mày rồi. Trời ơi cái lùn má nó thằng Tài chứ không ai. Tôi bao luôn, bao quý vị luôn. Lồn này chứ không ai, để tao coi coi. Rồi mày hết thương ba má mày rồi. Ủa má mày hết thương ba má mày rồi Tài ơi. Ủa mẹ mày giết thầy mày luôn rồi. Để coi cù nhân coi phải nó không. Rồi đúng rồi, đủ má mày, mày chứ không ai á. Mày giết thầy mày luôn rồi. Ủa thằng mày muốn đéo được cái điều. Trời ơi, ủ mẹ nó, nó giết tao luôn mất, rồi. Mất điều. Trời ơi, mất luôn cái lệnh bài luôn. Má mày Tài. Rồi xong rồi, ủ má nó. Tài chứ không ai á, tôi bao luôn. Rồi mày hết tương ba má mày rồi. Uống đi ra luôn rồi, trời ơi, ủ mẹ nó giết luôn. Nó giết thầy luôn rồi. Ờ, tao đang biểu diễn skill mà quýnh nó rớt lệnh bài luôn. Cái lồn má này quýnh biết rơi thiệt. Đúng rồi, nó quýnh tao nè chứ không ai á. Tỉ má mày. Tao mới đang biểu diễn skill có chút xíu à. Tao đang biểu diễn skill có chút xíu à. Ủ má nó xong luôn. Có mọi nó đủ. Bởi ủ má mày này giờ tao phản thầy rồi, giết thầy luôn. Nga mi kiếm hả? Có nha, Nga mi kiếm mạnh hơn nha anh chị em. Nga mi kiếm mạnh hơn, Nga mi kiếm mạnh hơn nha quý vị. Bây giờ mà mình cho các bạn coi tiếp nè. Lát nữa tao canh đủ má tao mà canh thằng Tài mà VK10 ở đâu mà đi liền liền ở đâu là tao quất một cái một là chết ngắt liền. Tao mà canh mấy hạt kia kia ha. VK10 đi ăn hiếp người ta ha. Tao nghe tao đập, tao đập một cái một không chết nữa là thôi luôn ha. Đó, gọi con cặc không có thầy trò. Gọi con cặc gì không có thầy trò gì nữa đó mày. Ủa anh Tú ơi, Tú Tú con cặc đồ má, anh đang biểu diễn skill, anh đang là thi triển cho anh em coi võ công này làm cái gì à. Em cũng biểu diễn võ công luôn á đồ má. Ừ mày đợi đó đi con đồ má. Mày cầm ạt kia mày đi luyện thế nào mày cũng có quýnh lộn da chạm mà con. Mày hãy chờ không anh đó anh. Do tự nhiên anh quýnh em nổ ca em thấy vậy thôi. Một em gỡ một đều thôi. Cứ chờ nói đó đi. Nói chứ anh có lấy lại cái lời bài Amen không anh? Béo mày, anh còn lên bài. Cứ đứng ở đây giờ đi, để anh đi biểu diễn thi triển võ công cho anh em ta coi cái đã. Mày về mày chơi với anh em mày đi, rồi đủ má anh em ta qua tới giờ đó. Các bạn coi nè, để mình thi triển tiếp võ công cho anh chị em mình coi nha. Bây giờ đi mua cái tiêu, mua ở đâu ta? Cái tiêu là ở đâu bán ta? Hình như là ở bên thành đô hay là thôn ta. Thôn Trang thì phải, để mình qua thôn Trang mình mua. Hãy đợi đấy. Ủ má, cay sao không cay? Thầy dạy trò, trò trọt thầy đúng rồi. Ủ má mấy anh đệ này xong luôn. Em muội hả? Em muội quýnh gì? À, để tôi đi quýnh mấy này cho anh em coi nè. Kim tiền tiêu đồ nè. Anh em thấy không? Đó. Kim tiền tiêu nè. Nhiếp hồn thiệt ảnh nè. Để tăng vô cái đã anh em. Tăng vô cái đã. Ủa cho nó mạnh mạnh xíu anh em. Đó, tăng thân pháp vô nữa nè.